Thế lực nhí lôi con nói giọng Nghệ An náo loạn sân bay, được Quang Linh Vlog đưa đi du lịch khắp Việt Nam. Cậu bé châu Phi có tên là Lôi Con, Mativado 5 tuổi đến từ Angola, là một thế lực nhí gây bão mạng xã hội mấy ngày gần đây. Vừa qua, cậu bé Lôi Con cũng như Quang Linh Vlog đã chính thức hạ cánh tại Việt Nam, bắt đầu hành trình vui chơi và khám phá những cảnh đẹp của mảnh đất hình chữ S sau khoảng thời gian dài sinh sống tại Angola. Mới đây, nhóc tỷ đã làm náo loạn sân bay Việt Nam sau khoảng thời gian về quê nhà. Sự trở lại của lôi con khiến nhiều người hâm mộ đứng ngồi không yên. Thậm chí vừa đặt chân xuống sân bay, lôi con đã được chào đón đồng nhiệt không thua kém gì sao hạng A. Cậu bé được tặng hoa, chụp ảnh, giao lưu và thậm chí nhiều người còn nói vui rằng mỗi lần lôi con xuất hiện là chắc chắn sẽ chiếm spotlight của Quang Linh Vlog. Nhiều lần được đưa về quê ở Nghệ An sống, lôi con không chỉ biết nói tiếng Việt mà còn biết tiếng xứ nghệ khiến nhiều người thích thú. Dù chỉ mới 5 tuổi, nhưng cô bé châu Phi này lại không có chút rụt rè, ngược lại còn rất tự tin mỗi khi đứng trước đám đông, không ngại ngùng cùng Quang Linh Vlog đóng tiểu phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Đó là lý do mà lôi con xuất hiện ở đâu, sân bay hay trên livestream thì cùng đều hút rất nhiều fan quan tâm. Bên cạnh sự dễ thương, đáng yêu và vẻ ngoài có chút hài hước, lôi con còn được cộng đồng mạng Việt yêu quý vì là đứa trẻ rất hiểu chuyện dù còn nhỏ tuổi. Kể từ khi đặt chân đến Việt Nam, lôi con được Quang Linh cùng team của anh chàng xứ nghệ đưa đi du lịch tham quan dọc nhiều nẻo đường đất nước. Mới đây cả team đã dừng chân ở cố đô Huế. Đến thăm Hoàng Thành xưa, cả team Quang Linh diện áo dài truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt, lôi con cũng lần đầu tiên được mặc chiếc áo dài, đi quốc mộc. Cậu bé mặc chiếc áo màu đỏ, cổ đeo vòng ngọc trai, đầu đội mấn, tay cầm quạt. Đặc biệt, lôi con về Việt Nam, Quang Linh đưa lôi con về Việt Nam, đang là những từ khóa được tìm kiếm rất nhiều bởi người dùng mạng xã hội ở Việt Nam. Lôi con, cậu bé châu Phi xa lạ, có gì mà mê thế, còn được chờ đón ở sân bay Việt Nam như idol. Lôi con về Việt Nam, lôi con hát cắt đôi nỗi sầu, lôi con ăn kem là những cụm từ tìm phổ biến trên mạng xã hội những ngày gần đây. Bởi lẽ ngày 20 tháng 4 vừa qua, Quang Linh vlog cùng với bố con Lôi Con đã về thăm Việt Nam. Sau hành trình dài với nhiều tình huống bất ngờ, Lôi Con và Quang Linh được fan ra tận sân bay để đón, chẳng khác gì đu idol. Lôi con tên thật là Mativado, 5 tuổi đến từ Angola. Cậu bé này là con trai của Matiloy, một thành viên team châu Phi. Lôi con đã được Quang Linh Vlog nhận làm con nuôi và đưa về ở cùng để tiện chăm sóc. Vì vậy, Quang Linh cũng thường cho lôi con lên sóng trong các video phiên livestream của mình, được đông đảo netizen yêu thích. Nhắc đến lôi con chắc chắn phải nhắc đến những khoảnh khắc để đời, đem đến cho netizen rất nhiều mê mê vì biểu cảm linh hoạt, hài hước. Mới đây khi lần đầu được ăn kem sôi Việt Nam, lôi con mô tả về độ ngon và độ lạnh của kem, nhưng lại như đang mếu khiến netizen thả ha ha, muốn lủng màn hình. Cậu bé này còn có hành động đang trend là ngon nhất nách gây thích thú. Hay cách đây không lâu, hình ảnh lôi con mặc áo dài, tay sách hộp quà Tết vừa chạy khỏi đàn bò vừa mếu máu khóc, khiến dân tình phi cười hay khi quang linh kiểm tra vở bài tập cậu bé lại đưa hai tay ôm đầu với vẻ mặt căng thẳng chuẩn bị đón nhận sóng gió Trước đó ở thời điểm Hoa hậu Thùy Tiên sang thăm lôi con cũng làm dậy sóng mạng xã hội với khoảnh khắc được xem là Thùy Tiên đăng quang. Trước đó ở thời điểm Hoa hậu Thùy Tiên sang thăm lôi con cũng làm dậy sóng mạng xã hội với khoảnh khắc được xem Hoa hậu Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021. Lôi con lấy cả hai tay che miệng bày tỏ sự bất ngờ bởi chỉ vài ngày trước lôi con đã phũ phàng từ chối cái hôn má của Hoa hậu. Ngay trong lần gặp đầu tiên của Quang Linh và lôi con, Nam youtuber cũng đã nhận thấy sự thú vị của cậu bé này. Lúc đó lôi con còn nhỏ xíu và Quang Linh chỉ là người lạ nhưng cậu bé vẫn chịu khó trổ tài. Thích khóc có khóc, thích cười có cười của mình. Có lẽ sự vui vẻ, năng lượng tích cực này là một trong những lý do để Quang Linh có ấn tượng đặc biệt và gắn bó với cậu bé. Hình ảnh một em bé châu Phi da đen tóc xoăn nói tiếng Việt cực sõi, lại còn là tiếng xứ nghệ cũng là điều thu hút với cư dân mạng. Dù ở sân bay với hàng chục người vây quanh hay trên livestream với hàng chục nghìn mắt xem, lôi con đều không hề ngại ngùng mà cực kỳ tự tin. Thậm chí khi được mọi người vây quanh ở sân bay, cậu bé còn cảm thán nhiều người ở việt nam quá khiến mọi người cười ồ lên sự tự tin của lôi con cũng thể hiện ở việc mạnh dạn đứng giữa trung tâm tổ chức sự kiện trước ánh mắt của rất nhiều người để diễn văn nghệ dù không thuộc lời bài hát cắt đôi nỗi sầu nhưng lôi vẫn vừa hát vừa nhảy quan trọng là thần thái thực sự. Được biết lôi con được Quang Linh và các thành viên team châu Phi hướng dẫn tiếng Việt từ bé, nên ngày càng nói rõ. Cậu bé cũng thuộc lầu lầu nhiều bài hát trẻ con Việt Nam như Bà ơi bà, cháu lên ba, con cỏ bé bé, rửa mặt như mèo và sẵn sàng biểu diễn cho mọi người. Bên cạnh sự dễ thương hay đáng yêu, lôi con còn được yêu quý bởi rất hiểu chuyện, dù còn nhỏ tuổi và quang linh cũng được cho là một nguyên nhân góp phần tạo nên điều này nói về cuộc sống của lôi con trước đây quang linh cho biết cậu bé từng sống ở vùng sâu vùng xa cuộc sống cực kỳ khó khăn vì bố mẹ không có điều kiện nên trẻ con ở đây có khi cả năm không được ăn một chiếc kẹo sau khi quang linh nhận lôi con làm con nuôi và đưa về đây chăm sóc anh chàng và team châu phi mới chỉ dạy cho cậu bé cách ăn uống ứng xử hợp lý không tranh giành quang linh cũng bày tỏ mong muốn sẽ chỉ dạy cho lôi con trở nên ngoan hơn cho học hành ăn uống đầy đủ có cuộc sống thoải mái hơn và thực tế lôi con đã nhiều lần được cư dân mạng khen hiểu chuyện chẳng hạn như lúc theo Quang Linh đi thăm trang trại cậu bé luôn chủ động làm việc lặt vặt như xách đồ, nhặt đồ bị rơi ra ngoài, nhặt cành cây khỏi vướng ở chỗ chú đang làm việc, đuổi ruồi vân vân không chỉ lẹo đẹo theo quang linh để phụ làm việc lặt vặt lôi con còn rất biết ý và hay giúp đỡ mọi người khi ở châu phi mỗi lần ăn xong cậu bé đều tự giác lo bàn khi về việt nam cậu bé vui vẻ ngồi thổi bóng bay để các cô chú trang trí trong phiên livestream những hành động này dù nhỏ nhưng phần nào thể hiện tính cách của thế lực nhí đến từ châu phi thùy tiên cuối cùng đã hội ngộ lôi con lên tiếng làm rõ mối quan hệ với quang linh giữa nghi vấn dặn nứt những ngày qua, Quang Linh Vlog và những người cộng sự tại châu Phi đã về Việt Nam. Trong số đó, em bé người châu Phi được gọi với cái tên thân mật là Lôi Con nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trước đây, Lôi Con từng gây sốt bởi khoảnh khắc từ chối nụ hôn của Thủy Tiên khi cô có chuyến từ thiện tại Angola. Vì thế, khi cậu bé về Việt Nam, nhiều người mong chờ cuộc hội ngộ của bé và cô Tiên. Đến tối mùng 1 tháng 5, Quang Linh Vlog đã chia sẻ khoảnh khắc gặp gỡ giữa Hoa hậu Thủy Tiên và bé Lôi con. Sau 2 năm bé Lôi con này đã lớn rõ, hiểu chuyện và chủ động hôn má thủy Tiên, khoảnh khắc nàng hậu bồng bé ai rồi nhí trên tay, nhanh chóng gây sốt vì quá đáng yêu. Lôi con tên thật là Mativado, 5 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Angola. Cậu bé này là con trai của Matiloi, một thành viên chim châu Phi của Quang Linh Vlog. Lôi con đã được Quang Linh Vlog nhận làm con nuôi và đưa về ở cùng để tiện chăm sóc. Trong các vlog của Quang Linh, cậu bé này thường xuyên xuất hiện và được nhiều người yêu mến vì quá đáng yêu, thông minh và học rất nhanh tiếng Việt đáng nói trong lần tái hợp này hoa hậu thủy tiên cũng viết tâm thư làm rõ mối quan hệ với quang linh vlog và các thành viên trong team châu phi bởi lẽ những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn tiêu cực cho rằng mối quan hệ giữa thủy tiên và những thành viên team châu phi gặp trục chặt không còn thân thiết hay đồng hành cùng nhau ngoài ra cũng xuất hiện nhiều bàn luận trái chiều về chuyện đẩy thuyền quang linh và thủy tiên Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân, thật may mắn khi mình được gặp gỡ và làm việc với những người tử tế và may mắn hơn cả khi được cả nhà yêu thương và nhớ với tên gọi Team Việt Phi. Từ tận đáy lòng mình Team Việt Phi luôn là những người anh em cộng sự tốt của nhau trên hành trình lan tỏa những điều thiện lành tốt đẹp. Sự yêu mến của mọi người dành tặng là điều tiên thật sự cảm kích nhưng cũng có những cá nhân cố tình lợi dụng chuyện này, đẩy mọi việc đi theo chiều hướng tiêu cực, khiến những dự định cùng nhau phát triển đều được gác lại. Đây là việc mình thật sự rất buồn tuy nhiên sau những chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra thủy tiên khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng quang linh để lan tỏa những giá trị tích cực bỏ qua những điều tiêu cực trên tất cả chúng mình vẫn sẽ mãi là những người anh em tốt cùng đồng hành trong những dự án cộng đồng kế tiếp mong khán giả sẽ luôn yêu thương ủng hộ team việt phi nhé Thủy Tiên nhấn mạnh, trước đó khi được hỏi về việc đẩy thuyền với Quang Linh Vlog, Thủy Tiên nói, tất nhiên, việc được ghép đôi với Quang Linh cũng khiến cuộc sống tôi ít nhiều bị ảnh hưởng vì mọi người bắt đầu để tâm vào các câu chuyện, các mối quan hệ nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi mong khán giả hãy tập trung vào dự án và những gì mà Tiên và team Châu Phi đã đóng góp. Anh Quang Linh cũng như các thành viên khác của team Việt Phi đều là người anh mà Tiên rất quý khi cùng mang lý tưởng yêu thương, giúp đỡ mọi người, đặc biệt khi tất cả mọi người đã làm việc cùng nhau trước đó. Tiên và team Việt Phi phần nào đã đã có sự ăn ý và hiểu nhau hy vọng với điều đó mình và team việt phi sẽ đồng hành cùng nhau nhiều hơn để có càng nhiều dự án cộng đồng được